đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Xin chào các cụ mờ. Ngày hôm qua nhà cháu được biếu một quả gấc, thế nên là quyết định làm món xôi gấc để kể hầu các cụ mợ cái cách làm của món xôi gấc này. Nhưng mà nếu mà làm theo đúng kiểu cổ truyền ấy thì nó rất là đơn giản và nó không có cái gì gọi là phức tạp lắm. Thế nên là cháu hôm nay đi ra phố Tô Tịch để mua thêm một cái khuôn xôi về làm thêm món xôi đóng vào khuôn để kể hầu các cụ mợ. Cô ơi, bao tiền một cái khuôn đóng xôi đấy cô? Đây cháu đang xem cái này 60.000. Rồi sẽ lấy mở hàng có 100.000 thôi. Rẻ lắm các cụ mợ ạ, có 100.000 thôi. Cô có cái lấy túi ni lông à? Thôi cháu không cần túi ni lông đâu. Tại vì cháu cho đỡ ấy để ảnh hưởng đến môi trường. Cháu cầm khăn tay không được. Đấy cô giả lại cháu. À vâng, giấy báo được, bằng gói báo cho cháu được đây. Cháu mua hai cái khuôn này các cụ mợ này. Đấy. Hai cái khuôn rất đẹp. Có 100.000 thôi, một khuôn vuông, một khuôn chữ nhật, cực kỳ đẹp luôn. Đi mua khuôn về rồi đây, và như cháu đã chia sẻ với các cụ ngay từ đầu ấy là được cho quả gấc ngày hôm qua, thế là nghĩ ngay đến việc là phải ngâm gạo. Và phải ngâm gạo và vo gạo sáng sớm dậy trước khi đi mua khuôn đã phải vo thật sạch rồi. Và các cụ ạ, 100.000 được hai cái khuôn. Đây, cái khuôn to. Khuôn này gọi là khuôn xôi to. Hình lục giác. Và cháu thích một cái khuôn nhỏ hình vuông này nữa. Tại vì nhiều nhà thờ Phật ý, họ làm hình vuông thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhìn rất là đẹp. Bây giờ người ta có hai kiểu chế biến. Đó là một là để xôi không. Có người nơi thì làm là cho cả nhân đỗ xanh xào sên ngọt ngọt vào nữa, để làm ở giữa cái phần xôi cũng được. Nhưng mà để ăn với cũng mặn thì nhà cháu thấy rằng là nó không hợp lắm, không hợp vị lắm. Nên là chỉ ăn xôi không thôi thì nó hợp vị hơn. Đấy. Và như cháu đã chia sẻ với các cụ mợ ấy, thì khi mà cháu đi chợ ấy, cháu mua gấc thì cháu toàn chọn quả gấc nếp, tức là cái gai nó rất là bé, gai nó nhỏ và nó nhẵn như thế này này, là quả gấc rất là ngon. Một cái thành phần quan trọng không thể thiếu được đó là mỡ gà ta các cụ ạ. Thế thì cái mỡ gà ta này nó sẽ làm cho hạt xôi mọng bóng, vì là chia sẻ ngoài lề với các cụ mợ một chút là những cái quả mà nó đỏ như thế này này là những quả mà rất giàu vitamin A, mà vitamin A cần phải có chất béo để cho nó dẫn dụ cho cái màu nó đỏ hơn và nó phát huy được tối đa cái tác dụng của vitamin A nhất. Thế nên là ngày xưa các cụ nhà mình rất là giỏi là cho mỡ gà vào cùng với xôi gấc. Cúng cỗ mặn ấy, ở nhà thì mình có thể mình dùng được mỡ gà, nhưng mà nếu các cụ mợ làm chay thì các cụ mợ thay mỡ gà bằng dầu ăn cho cháu. Thì dầu ăn sẽ cho sau, còn mỡ gà thì sẽ cho trước từ lúc khi đồ xôi cùng luôn. Để đồ được xôi gấc ngon thì ngoài cách làm gạo rồi và cái chọn gạo thì cháu đã chia sẻ ở nhiều clip trước, nhất là clip bánh chưng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gấc, và để cho nó gấc ngon nữa màu đỏ thì chúng ta sẽ làm như sau. Cháu sẽ cắt đôi quả gấc ra. Đấy. Nó đỏ như này. Xong bắt đầu là cháu sẽ lấy nó ra. Nhà cháu với quả gấc to như này, cháu sẽ cho hai thìa vào đây. Đấy, rồi. Xong bắt đầu đánh thật đều lên. Rồi gấc cháu đã làm xong rồi nha các cụ nhá. Đánh cho nó nhuyễn lên như này ạ. Và để cho gạo cái xôi như cháu đã nói rồi ấy, xôi nó không bị nhạt ấy, chúng ta sẽ cho khoảng độ một thìa cà phê muối tinh cho vào trong gạo. Và chúng ta trộn đều nó lên. Trộn gạo với muối trước. Đấy, dong cái tay lên. Nhanh thế thôi ạ. Xong bắt đầu chúng ta đổ hết gấc vào nhá các cụ mợ nhá. Đổ cả hạt nó vào luôn. Song song với cái việc trộn gấc vào trong gạo thì các cụ mợ đun cho cháu nồi nước, nồi hấp luôn nhé. Để mình trộn gấc xong cái là mình đồ luôn ạ. Các cụ khi mà cho vào các cụ đảo nhẹ, bóp nhẹ nhẹ cho cháu cái cho cái thịt ở trong hạt gấc nó quyện vào với gạo luôn nhé các cụ mợ nhá. Cái này không đi găng tay được đâu ạ, cái này chỉ bóp bằng tay trần thôi ạ. Thì cái hạt gấc nó mới ra được, cái thịt gấc nó mới ra được hạt gạo ạ. Đấy các cụ mợ nhìn thấy chưa? Nó gấc nó nhuộm cho cái xôi của cháu nó đỏ như thế này cơ mà. Nhưng mà nó đừng đỏ quá, vì đỏ quá nó sẽ thâm xôi. Cái nước của trong nồi hấp của cháu trong cái chõ này cũng đã sôi rồi. Bây giờ cháu sẽ cho cái cuộn lá nếp này vào trong đây nhá. Đấy. Đấy các cụ mợ nhìn thấy là nó sẽ ra mùi thơm, tiết ra mùi thơm rất là nhanh. Cháu mới cho mà thôi đã thơm sức nức nức rồi đấy. Có một cái bí quyết ở đây nhá các cụ mợ nhá. Các cụ mợ không thể được cho xôi thẳng vào trong cái chõ này đâu. Mà nếu có cho vào thì các cụ mợ không được cho đầy chõ, mà các cụ mợ sẽ phải vun vào. Vì cái thành này này,
xôi nó không có lỗ ở đây nên là xôi nó nằm ở cái thành này, nếu các cụ mợ cho nhiều quá nó sẽ bị bám vào thành đấy, nó làm cho ướt xôi. Thế nên là các cụ mợ chỉ cho vào trong giữa, phần giữa, chính giữa của nó, và phải cách thành ra khoảng độ cho cháu 2 phân. Có nhiều người người ta đổ xôi kiểu chuyên nghiệp ý, thì người ta có một cái túi lưới, người ta cho xôi vào túi lưới xong rồi thả vào chõ này thì không bao giờ xôi nó bị ướt đọng vào thành cả. Nhưng mà cháu thì không cần túi lưới, cháu chỉ cần một cái rổ như thế này. Đấy, một cái giá như này thôi. Đây cháu sẽ cho xôi vào luôn. À vì nhiều xôi này cháu sẽ đổ làm 2 mẻ. 2 mẻ là vừa đấy các cụ ạ. À có một cái bí quyết ở đây là chúng ta sẽ cho mỡ gà vào luôn lên trên mặt xôi luôn nhá, để cho nó béo và cho nó mọng luôn các cụ mỡ nhá. Đấy, cho mỡ gà lên trên này. Và cháu cũng sẽ có một cái bát mỡ gà, cháu sẽ hấp cùng với cái này luôn. Tí nữa cái bát mỡ gà này sẽ để làm gì thì cháu sẽ chia sẻ với các cụ mỡ sau. Đấy, và đậy vung lại. Chúng ta sẽ đổ vừa lửa thôi, khoảng độ 30 phút bắt đầu chúng ta cho xôi ra, chúng ta đánh cho nó đều, cho nó chín đều đã. Khi mà cái mỡ gà nó tan hết, và phải từ 45 phút trở đi thì xôi bắt đầu mới dẻo. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đổ cho nó thật dẻo. Đánh đi đánh lại mấy lần xong rồi chúng ta cho ra để đánh với cả đường. Đây này, cho đổ được 10 phút rồi các cụ mỡ đây này. Lúc này mỡ gà nó đang chảy ra này. Đấy, và cháu sẽ đi rang vừng. Chảo phải thật khô như này này. Lửa nhỏ, không được to lắm đâu ạ. Về hết, nhỏ lại nhỏ hết. Nó bắt đầu để vào đây cho nó nóng chảo, rồi bắt đầu chúng ta sẽ rang. Và cái vừng rang thì dùng được rất nhiều các cái món khác nhau nhá các cụ mợ nhá. Vừng rang cho làm muối vừng được này, rắc vào xôi được này, rắc vào chè kho này, vân vân. Cứ rang nhiều lên xong là trộn với giã ra, trộn với tí muối, tí lạc rang thành muối vừng ngay. Thế là tự nhiên là có một món nữa để ăn cơm đấy ạ, rất dễ dàng. Đấy, cháu kiểm tra đây, nóng rồi đấy nhá. Bắt đầu cháu sẽ đổ vừng vào này. Đấy, và cũng không cần phải đảo đâu các cụ mợ nhá, chỉ hơi lắc cái chảo nhẹ nhẹ tí thôi này. Vừng của nhà cháu đã vàng lên này này các cụ này. Đấy, vàng như này rồi và nó đang rất là thơm rồi. Bây giờ nhà cháu sẽ đổ vào đây nhá, để ủ cho thêm, để cho nó chín thêm tiếp nhá các cụ mợ nhá. Các cụ mợ đừng có rang vàng quá mà khi ra nó sẽ thành cháy, mà chỉ rang vàng chín tới thôi. Xong là ủ trong giấy như này, và nhớ là không dùng giấy báo nhá, nhà cháu không dùng giấy báo nữa nhá các cụ mợ nhá. Giấy báo nó có chì, nó không đảm bảo an toàn thực phẩm. Cháu dùng hai cái tờ giấy lịch gói luôn. Đấy, nóng lắm ạ, nóng dẫy, để vào đây. 30 phút rồi nhá các cụ mợ nhá. Đây này, các cụ mợ nhìn cho cháu là cái mỡ gà nó đã chảy ra như này. Đấy, nhưng mà cháu sẽ bỏ cái bát mỡ gà này ra để cháu đảo xôi trước, xong rồi cháu lại cho vào cháu nó hấp tiếp để cho cái mỡ gà nó chảy hẳn ra. Thì lúc đấy mới dùng được các việc khác ạ. Ôi. Nóng quá các cụ mợ ạ. Đây ạ, bây giờ đây cái chỗ này này, chúng ta chưa đảo được cái này. Nó vẫn chín, nó chưa chín ở phía dưới này, nên là các cụ mợ đảo hộ cháu cái nhá. Nóng lắm. Đảo hết lên ạ, tại vì phần xôi ở dưới nó chưa chín. Cháu nhớ là cái ngày bé mẹ cháu, thì cái ngày mà cháu còn, ngày còn bao cấp ấy, cháu còn bé, thì người ở Hà Nội ấy, mà có đám cưới là phải chọn bạn bè thân này, hoặc trong gia đình có những cái người phụ nữ nào khéo léo một chút, đảm đang một chút, thì bắt đầu là nhờ đến nấu cỗ hộ. Thế thì mẹ cháu rất hay được nhờ đi nấu cỗ, và toàn chủ trì những cái món gọi là đặc sắc thôi. Giả dụ xôi gấc là những cái món rất khó, hoặc là luộc gà, hoặc là mẹ cháu làm nem. Cháu đi theo mẹ cháu thì tại vì ngày bé mà, nên là mẹ cứ đám cưới cho đi, nhưng mà toàn họ hàng thôi nên là cũng không ngại. Đến đấy nhìn thấy mẹ, mà mẹ cháu lại là một người mà người Hà Nội, nhưng mà người phụ nữ Hà Nội, nhưng lại vận dụng được những cái đồ của quê rất là thành thạo. Giả dụ như là ngày xưa lấy đâu ra cái chõ inox như cháu, nhà cháu hiện đại bây giờ. Cháu nhớ là mẹ cháu dùng một cái nồi nhôm ở phía dưới, xong ở trên mẹ cháu để một cái chõ bằng đất, các cụ mở ạ, chõ bằng đất nhá. Cái chõ mà như người ta hay dùng để người ta làm giá bây giờ ấy, làm cái cọng cây giá bây giờ ấy. Thì để những cái chõ, để cái chõ bằng đất lên cái nồi gang này, à cái nồi nhôm này. Nhưng mà thường thì cái chõ bằng đất thì làm thủ công, cái độ tròn của nó không được tròn và nó còn méo mó vẹo vọ lắm. Thế thì là, thế là mẹ cháu mới nghĩ ra một cách là mẹ cháu lấy lá tre. Tại vì là ở chỗ nhà cháu gần sông Hồng mà, có nhiều lá tre, mẹ cháu lấy lá tre, mẹ cháu chít vào cái phần mà nối giữa chõ với nồi. Sau đó mẹ cháu nhào bùn các cụ nhá, móc ít bùn ở sông Hồng ấy, nhào cho nó dẻo lên, xong bắt đầu chát đều ở quanh mặt. Đấy, cháu tưởng là cháu còn ngày xưa cái bé thì cứ nghĩ là ôi dồi sao bà lại làm, mẹ lại làm bẩn thế như thế, ai cho bùn vào đồ ăn. Nhưng mà thật ra đấy đúng là một cái bí quyết mà rất là hay đấy ạ. Vì là khi mà cụ làm, khi mẹ cháu làm như vậy thì cái hơi nó sẽ không thoát được ra ngoài nữa. Mà các cụ ơi, đồ xôi trong chõ đất thì ngon vô cùng, hơi vừa kín vừa ngon, và cái chõ đất nó giữ nhiệt rất tốt, thế nên là rất xôi rất ngon. Đấy là cái kinh nghiệm mà cháu học được đến bây giờ mà
thật ra thì cái chõ này nó kín hơi rồi thì thôi, chứ còn nếu mà cháu vẫn có cái chõ đất như ngày xưa của nhà cháu ấy và để trên cái đồ nhôm ấy, chắc là cháu sẽ làm lại để hầu các cụ mợ xem là thêm cái kỷ niệm của cháu nhớ với cái chõ đồ xôi đấy như nào. Lúc này là được 45 phút rồi nhá. Xôi của chúng ta sẽ phải đồ 2 lần để làm sao để cho nó mềm và nó dẻo và nó để đến hôm sau nó vẫn còn dẻo, chúng ta không phải đổ lại. Và các cụ mớ nhớ rằng là cái xôi gấc này, khi mà cháu đổ được 45 phút rồi và kiểm tra xem nó mềm hay không, cho một cái hạt gạo lên tay mà miết một cái như này, nó mềm như thế này và nó bắt đầu nó dẻo ra như này, nó bẹt bẹt ra như này, là tức là nó đã xôi, nó đã chín rồi đấy ạ. Cái mỡ gà thì lúc ấy cháu vừa chắt ra để một ít nước ở mỡ gà đây, và các cụ biết mỡ gà là bí quyết như nào không? Khi mà các cụ đổ cùng xôi ngoài cho lên mặt xôi rồi thì các cụ còn làm cho cháu một bát nước mỡ gà như này này. Để khi mà chúng ta đảo xôi với cả đường ở đây, chúng ta sẽ cho thêm một chút mỡ gà nữa cho xôi nó thật mọng nữa và cho cái đường nó tan nhanh nữa. Và có một cái bí quyết của nhà, kinh nghiệm của nhà cháu nữa là cháu không rán mỡ gà đâu nhá. Vì rán mỡ gà mà nó chảy ra nó sẽ có mùi rán nó vào trong xôi sẽ không ngon. Mà mình phải hấp cho cái mỡ gà nó chảy ra nước thì mới là ngon ạ. Cháu bỏ xôi ra để cháu đánh với đường với cả mỡ gà tiếp, xong là cháu sẽ đồ mẻ thứ hai nữa. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy chưa, xôi của cháu không bị nát tí nào nhá, không bị nát một tí nào cả luôn đấy, vì nó không có cạnh, nó không có thành. Cháu đã đồ xôi được một lần một rồi nhá, để tí nữa chúng ta sẽ đồ lại lần hai và chúng ta sẽ phải đánh đường với đánh mỡ gà ở đây luôn. Các cụ mợ nào mà bàn loàn làm xôi để mà thờ Phật cúng chay thì chúng ta bắt đầu không cho mỡ gà ngay từ đầu mà chúng ta bắt đầu bây giờ mới cho dầu nhá. 6 lạng gạo phải được khoảng 1 cân xôi thì cháu sẽ cho vào đây, khoảng tùy vào cái mức độ ngọt mặn của các cụ nhá. Đây cháu chỉ cho khoảng độ 3 thìa đường thôi, 3 thìa canh đường thôi. Đấy. Cháu chỉ cho 3 thìa canh đường thôi, cụ nào ăn ngọt hơn thì các cụ cho thêm đường vào, mà cụ nào ăn ít ngọt thì các cụ giảm bớt đi. Và cháu sẽ cho thêm 1 thìa mỡ gà vào đây nữa, 1-2 thìa mỡ gà vào đây nữa. Để trộn đều lên đấy. Rồi, thế thôi. Và trộn đều lên xong rồi tí nữa các cụ mợ lại đồ tiếp một lần nữa cho cháu, nhưng lần thứ hai thì đồ nhanh hơn. Đấy, chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Và có thể lúc này chúng ta đi găng tay vào cũng được, chúng ta đánh đằng nào cháu tí nữa cháu cũng sẽ đi găng tay để cháu nhặt hạt gấc nó ra để cháu đồ lần thứ hai, chúng ta sau này chúng ta đóng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại đồ lại lần hai nhé, sau khi mà đấy các cụ mợ thấy xôi cháu tơi chưa? Khi mà đã đồ là đã trộn này rồi, chúng ta sẽ đồ lần hai từ khoảng 10 đến 15 phút thôi các cụ mợ nhá. Để chúng ta đóng xôi hoặc là chúng ta cho ra đĩa thì lúc này xôi nó rất là dẻo. Các cụ ơi, mua khuôn về là các cụ phải rửa, tại vì nó còn mạt cưa, mạt kiếc rồi các thứ bụi bẩn nó bám vào đây này. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải rửa thật sạch. Cháu rửa khô xôi xong bắt đầu cháu sẽ lau khô đi nhá. Lau khô cái khuôn này đi. Tại vì chúng ta đóng xôi chúng ta phải khuôn nó phải thật khô. Và tí nữa chúng ta sẽ làm khô khuôn tiếp bằng cái chiêu trò của cháu. Cháu có một cái mẹo cũng hay. Đây chính là mẹo của cháu đây, mẹo của nhà cháu đây. Dùng máy sấy khò cho nó khô nhanh các cụ mợ nhá. Đây rồi các cụ mợ ơi. Các cụ mợ nhìn xôi của cháu này này, cháu mở nhá. Ui rồi ôi đấy, khói. Và các cụ mợ phải đóng từ lúc nó nóng như thế này nhé. Các cụ mợ để nguội là đóng rất khó, nên chúng ta phải làm rất nhanh. Không, bây giờ là chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ cho vừng vào hết những cái hoa, những cái hoa mà người ta trang trí thế này các cụ mợ này. Đừng để cho lên thành nhiều quá, vì nếu mà lên thành nhiều quá thì cái xôi của chúng ta sẽ không đẹp. Cụ mợ phải đóng đầy nó lên thì cái đĩa nó mới đẹp được ạ. Đây cháu sẽ đeo găng tay vào để cháu miết. Rồi, được rồi. Chúng ta để cái đĩa này, chúng ta úp nó xuống, đấy như này. Rồi, chúng ta lấy tay chúng ta ấn. Đấy. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy chưa? Đấy, khuôn xôi của cháu đây nhỉ. Đấy, các cụ nhìn thấy chưa? Đẹp không ạ? Cái đóng xôi như này thì như cháu đã nói, có người ta cho vào cái bát. Người ta không có khả năng người ta miết tròn được thì người ta cho cái bát xong người ta úp cái bát ra như là chúng ta vừa đóng khuôn ấy. Nhưng mà bây giờ cháu sẽ đóng bằng nguôi này, cháu chỉ múc vào sau rồi chúng ta sẽ miết thôi. Xôi của cháu cực kỳ dẻo mịn nhưng lại không bị nát các cụ mỡ nhá, vì là nó đâu có thành đâu, nó có đâu có cái bị nước vào cách thành của nó đâu. Rồi bây giờ cháu sẽ miết nhá các cụ mỡ nhá, phét hết cho đỡ phí. Rồi
Cái này thì cháu thấy cũng đơn giản thôi mà, có gì là phức tạp cả. Thế nhưng mà đúng là xôi nấu ấy phải ngon, dẻo, mềm. Chứ còn nếu mà nằm nấu nát ấy, chán mà ấy thì các cụ đã ví rồi, chán như cơm nếp nát ấy. Chả ai ăn được mà là cái thứ mà chán nhất. Đấy, nhà cháu đang đóng dần rồi, nó đang tròn đều này. Đấy, các cụ lấy cái thìa thôi, cần gì phải bát. Thế này cũng vẫn đẹp ạ. Cá nhân của cháu ấy, thì cháu vẫn thích đóng cái kiểu cổ truyền này hơn. Nhìn cái đĩa xôi nó rất là mộc. Nhưng mà giả dụ như là trong làn mà trong một cái lễ mà cúng thánh thì cái đĩa xôi đóng như thế này cũng đẹp này. Đóng như này cũng đẹp này. Cho vào cả cỗ sơn trang rồi các thứ cũng rất là xinh. Đấy. Và cháu đã xong cái món xôi gấc này rồi. Bây giờ là những cái của ngon vật lạ, thức ngon vật lạ như thế này. Giả dụ như là gấc là đầu mùa mới và đang là gấc rất ngon. Gạo nếp cũng là gạo nếp mới thì cháu sẽ mang vào, cháu sẽ cúng gia tiên nhà cháu để cho các cụ thưởng thức trước, sau đó thì cháu thưởng thức sau ạ. Các cụ mợ thân mến, xôi gấc đúng là một món dễ làm đúng không ạ? Nó là một cái món ăn mà dùng để cho các dịp lễ trọng và ngày Tết sắp đến vì nó có cái màu đỏ tượng trưng cho cái sự may mắn. Ngoài ra thì xôi gấc được mệnh danh là một quả đến từ thiên đường vì nó có rất nhiều beta carotene, lycopene, axit béo, rất tốt cho mắt, cho da và rất tốt cho trí não của trẻ con. Cháu nghĩ rằng là các cụ mợ có thể chế biến cái món xôi gấc này tại chính gia đình mình. Và trong những ngày dịp Tết sắp đến hoặc là chỉ để cho trẻ con ăn sáng với một món xôi mà vừa dẻo vừa thơm ngon, đỏ đẹp mà lại còn ngọt ngọt nữa thì cháu hy vọng rằng trẻ con cũng rất thích. Cháu hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ theo dõi để cháu có nhiều động lực, sẽ chia sẻ với các cụ nhiều video clip tiếp theo. Nhà cháu xin chào các cụ mợ.